Hello anh em, như đã hứa thì Kuka sẽ soi cho anh em 500 altcoin để anh em kịp thời ăn cái con sóng hồi của Bitcoin về cái vùng 25k. Anh em nào chưa xem những cái kèo về Bitcoin thì hãy xem trên kênh của Kuka. Đây, Kuka trên trang chủ Kuka có rất nhiều video về cập nhật Bitcoin. Anh em nên xem những cái video gần nhất nha, ngày 6 tháng 7 này, ngày 8 tháng 7 này. Đó là những cái kế hoạch và những cái hướng đi của Bitcoin. Bitcoin là vua của thị trường nên anh em nào mà bỏ qua Bitcoin thì rất là nguy hiểm nha anh em. Luôn dùng Bitcoin làm kim chỉ nam. Và đây, video trước thì Kuka đã soi cho anh em hai con lớn đó là Ether và BNB kèm với những cái thuyết âm mưu. Và bây giờ thì Kuka sẽ tiếp tục soi cho anh em những cái con tiếp theo đó là con XRP, ADA và con Sol. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với con XRP nha anh em. XRP. Ok, con XRP nó đã phá qua những cái đáy quan trọng của khung tuần giống như thằng Bitcoin. Hiện tại thì thằng BNB với thằng XRP với thằng Bitcoin chúng ta thấy nè, Bitcoin có vẻ có một cái sự sụt giảm sâu hơn so với XRP đúng không nào? Và hiện tại chúng ta có những cái mức hỗ trợ. Đây. Đây là mức hỗ trợ cái đỉnh cũ. Đỉnh cũ năm 2020. Và phía dưới nữa chúng ta có một cái đáy cũng khá là đẹp. Đó là vùng 20.21. Đây, vùng 0.21. Rồi, như vậy thì anh em thấy là gì? Trên đầu của chúng ta hiện tại có một cái mức cản gần nhất. Đó là 0.55. Khoảng 67% so với giá hiện tại nha anh em. Khoảng 67%. Như vậy con này nếu Bitcoin hồi tốt nó có thể tăng được khoảng 60%. Anh em sẽ target đâu đó vùng 0.5 là cái vùng gần nhất cho thằng XRP. Đợt hồi này có thể kéo được XRP lên vùng này đó anh em ạ. Và stop loss tuyệt đối của chúng ta nên là vùng dưới 0.2 nha anh em, dưới 0.2. Còn anh em nào kỹ lưỡng hơn có thể stop loss dưới cái đáy. Ok, dưới cái đáy 0.27, cái vùng này anh em, stop loss dưới vùng này cũng được. Và chúng ta thấy là gì, rõ ràng cái tỷ lệ risk and reward chúng ta rất tốt đối với con XRP nha anh em. Rất tốt. Đương nhiên con tốt nó sẽ đi theo Bitcoin, anh em cứ yên tâm đi, nó sẽ đi theo Bitcoin thôi. Đó, anh em có thể thấy nè. Nếu mà anh em loan lên tới đây là anh em ăn 1-4 đó, anh em 1-4. Rất là tuyệt vời. Rồi, Kuka, đó là góc nhìn tổng quát nha anh em. Chúng ta đi sâu vào trong những cái khung thời gian nhỏ hơn. Khung 3D khá là ổn anh em ạ. Kuka thấy hiện tượng như thế này khá là ổn nè. Phân kỳ tam đoạn trên khung 3D. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Kuka thấy những khung thời gian lớn nó đi như thế này thì khả năng rất là tuyệt vời cho một cái đợt hồi. Anh em cứ chờ và xem, tỷ lệ chiến thắng của chúng ta phải trên trên 80% nha anh em, trên 80%, cứ yên tâm. Rồi trước mắt thì nó có cái vùng đỉnh này là vùng cản này anh em ạ. Trước mắt có cái vùng 0.38 là vùng cản. Đó, anh em có thể mua rồi DCA thêm ở cái vùng này. Và đương nhiên thì chú ý là Bitcoin của Kuka thấy là gì, khả năng nó sẽ có một cái đợt điều chỉnh nha anh em, nó sẽ có một cái đợt điều chỉnh. Thì anh em sẽ canh cái đợt điều chỉnh đó để anh em vào hàng nếu chưa vào. Và nếu nó phá qua được cái vùng như Kuka nói đó là vùng 0.38 thì anh em có thể cân nhắc vào thêm đối với XRP nha anh em, đối với XRP. Cái khung mà Kuka nói đó là cái khung 3D tới 1 tuần. Cái chuyện hồi nó xảy ra khá là chậm nên anh em buộc phải kiên nhẫn, không thể nóng lòng được nha anh em. Và cẩn thận có những cái quả BTC nó điều chỉnh về vùng 20k, Kuka sẽ phân tích sâu về cái đó. Rồi, cứ 2-3 ngày Kuka lại phân tích Bitcoin một lần, anh em cứ yên tâm. Và nhớ theo plan Bitcoin để chơi những con như thế này nha anh em. Đó, trước mắt thì chúng ta có cái cản rất là khá ở vùng 0.38. Mở khung thời gian nhỏ hơn thì mọi thứ ok anh em à, nó đã vươn lên thành thực ra nó vẫn đang cái vùng tích lũy thôi, nhưng mà Kuka thấy là cái kèo lên cửa lên rất là khá nha anh em. Cửa lên rất là khá. Ok đó anh em à, Kuka thấy ok. Đương nhiên là anh em có thể chia vốn ra nha, đừng all in nha, tuyệt đối không all in bất cứ con nào và bất cứ thời gian nào. Rồi, chỉ có nên DCA thôi. DCA dương sẽ tốt hơn là DCA âm nha anh em. XRP ok, Kuka thấy ok. Rồi, chúng ta nhìn XRP thì chỉ nhìn từ khung 1D trở lên thôi, còn những khung nhỏ hơn nó sideways mất rồi. Đó, chỉ nhìn từ 1D trở lên thôi. Và anh em thấy này, nó cũng đang bị một cái đường chen chéo nó hãm lại. Và trên cái chen chéo của nó là có cái vùng cản là 0.38. Đó, vượt được hai cái vùng này thì chúng ta vượt được hai cái vùng này thì chúng ta sẽ thơm thôi. XRP to the moon. Ok. Đó, cũng cao view cho anh em rồi đó, và chơi gì cũng stop loss nha anh em. Stop loss gần nhất có thể đặt là 0.29 đi.
anh em có thể chọn cái vùng dưới cái đáy này để làm stop loss. Và anh em nên stop loss tuyệt đối nếu giá nó vượt xuống vùng. Anh em nào mà lì lắm á nha, Cúc Ca nói ra là dạng thuộc dạng siêu lì á, thì nó phá xuống dưới 0.2 thì anh em cắt tuyệt đối nha anh em. Trên thị trường này điều gì cũng có thể xảy ra ha. Anh em phải biết tôn trọng thị trường, đừng có đùa vào đó. Có thể chia thêm mấy lần tài khoản nữa là chuyện bình thường. Rồi. Chơi cái gì thì tỷ lệ win rate của Cúc Ca nhìn nhận tự tin là ở 80%. Nhưng 20% còn lại là thuộc vào thị trường và những điều yếu tố không thể lường trước được. Nên em chơi phải có stop loss. Ok, tiếp theo là con ADA. ADA team phát triển nghe đồn tốt lắm nè anh em à. Con ADA nha anh em, tiềm năng của con ADA á, dưới góc nhìn của Cúc Ca, nó tốt hơn những con trước. Và khả năng con ADA nó phải mạnh lên rất là mạnh đó anh em à. Đối với Cúc Ca nghĩ á nha, con ADA nó đã về test cái vùng đỉnh tháng năm nào nè anh em, đỉnh tháng năm nào, mở cho anh em coi. Đỉnh tháng năm 2018 đó anh em à. Và Cúc Ca thấy là gì, cái đợt tích lũy này đủ cho một con sóng tăng khác. Thì Cúc Ca sẽ ước chừng nó sẽ lên được cái vùng đỉnh cũ. Đó là cái vùng này. Và thậm chí nó có thể lên được cái vùng này nha anh em. Đó, anh em có thể chia ra những target. Đây là X2 nè. Hơn X2 nha anh em. Khúc này là 1.5, X1.5 nè. À, xin lỗi. Khúc này X2.5 nè anh em à. 2.5 nè. Target chỗ này là 1.2 nè. Và target trên này là 1.5 nè. Anh em có thể suy nghĩ về thằng ADA. Cúc Ca thấy nó khá là tốt đó anh em à. Và stop loss thì cũng hơi xa đó anh em. Stop loss cũng hơi xa, 20%. Đó anh em có thể cân nhắc vì cái kèo này khá là thơm. Nếu mà đúng như tiến độ thì Cúc Ca nghĩ sẽ có một cái đợt hồi khá lắm. Đó, kèo 1.7 đó anh em à, 1.7, 1.8 đó. Anh em cứ suy nghĩ đi ha. ADA rất là tuyệt vời để chúng ta có thể bỏ một chút tiền vào nha anh em, bỏ tiền vào. Rồi. Đơn giản là vì thằng ADA nó tục và nó tích lũy tốt anh em à. Đơn giản vậy thôi, Cúc Ca thấy có hiện tượng tích lũy tốt trên ADA. Còn những khung nhỏ hơn thì nó sideways rồi anh em à, những khung nhỏ hơn nó sideways rồi. Những khung nhỏ hơn nó sideways rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ chờ, anh em sẽ thấy có một cái lực buy rất là mạnh trên ADA. Bất kỳ lúc nào nha, Cúc Ca sẽ không biết đâu. Nhưng mà cái vùng kháng cự gần nó, đó là cái đỉnh 0.52 nè anh em à. Vượt được cái vùng đó thì sẽ rất là ok đối với ADA. Đó, Cúc Ca dành nhiều tình cảm cho ADA nha anh em. Cúc Ca dành nhiều tình cảm cho nó. Anh em có thể thấy đó, Cúc Ca kỳ vọng con này cao hơn những con khác. Mà để xem nó chia bao nhiêu rồi ta. Chiều quá trời chia rồi anh em ạ. Chia 7 rồi anh em ạ. Chia 7 rồi. Ok. Đó là con ADA nha anh em. Con ADA thì Cúc Ca thấy là gì? Đó, tóm lại là nó có cái hỗ trợ tháng tốt này. Anh em canh cái vùng đá stop loss và ăn lên thì cứ target cầu cao lên em à, $1 đi ha. Rồi. Ok, thời gian còn lại Cúc Ca sẽ dành cho con Son ha, con Son. Con Son thì Cúc Ca nghe đồn thằng này nó tắt blockchain rồi, nó tắt điện, cúp điện rồi umbersome. Ha, Ford cũng khá là nặng đó. Để xem nó, ADA thì unlock chưa hết nha anh em, chú ý con ADA unlock chưa hết nha, mới 74% à. Còn con Son thì sao ta? Soi nó không có cái giới hạn luôn hả? Soi không có giới hạn anh em à. Tổng cung 501. Lượng đang lưu hành 345. Ok, vẫn chưa hết mà. Vẫn chưa ra tổng cung tối đa không có này anh em à. Không có tổng cung tối đa. Rồi. Bây giờ Cúc Ca sẽ phân tích cho anh em về con Son ha. Solana. Ok, Solana. Solana tục cái hỗ trợ tuần nè anh em à, tục hỗ trợ tuần $50. Dưới bên dưới có một cái đáy cũng tốt, đó là cái vùng $22 và nó đã test, nó bật lên lại rồi. Như vậy thì nó đang kẹp chẽ giữa hai cái vùng này ha. Tích lũy khung tuần thì không được đẹp như thằng ADA. Chúng ta nhìn khung nhỏ hơn xem nào. 3D. Hai D
Ok, Quốc Ca nghĩ con Son này có thể dưới góc độ nhìn của Quốc Ca, có thể nó sẽ nằm trong cái khung kịch trả anh em à, nó lằn quằn cái vùng này này. Phải pháo ở vùng này thì mới 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 nhìn được cái lực anh em à. Nó kẹp giữa hai cái kháng cự hỗ trợ này thì cũng khó ăn lắm. Không biết lần này nó có phá được không. Nhiều khi anh em thấy Bitcoin nó bay lên một phát, thằng Solana nó tăng, nó chạm cái vùng này, cái Bitcoin giảm một phát, cái nó sụt mạnh xuống như này ha, nó cứ đi vòng vòng trong đây, nhiều khi nó không có cái lực bay đâu nha anh em, nhiều khi nó không có lực cái lực tăng đâu. Đợt rồi thì cái volume bay cũng rất là khá này anh em, nhưng mà giá nó nhích lên đi chút xíu à, anh em thấy rất là vui ha. Chỉ có hai cây giảm đã thôi, nó đã kéo xuống đây rồi, mà một mớ cây bay xanh thì nó lên được có chút xíu à, chứng tỏ là cũng rất là nhiều người xả trên thị trường nha anh em. Thì đó, cái hộp của thằng Son nó sẽ nằm trong vùng này đó, cũng có thể nha anh em, cũng có thể thằng Son nó đi chậm hơn những thằng khác, thì anh em nếu mà chơi con Son có thể chơi tới 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 sang năm luôn anh em à. Đối với cái kiểu đồ thị này có thể nó còn lâu nó mới bơm lên được lại. Target về 76 có vẻ hơi căng ha, hơi căng anh em à. Ok, con Son thì Cú Ca đại loại là Cú Ca nhìn nhận nó, anh em có thể ưu tiên những con khác nha anh em. Cú Ca thấy khả năng nó sẽ bị chui trong cái hộp này hơi lâu nè đó, anh em cần nhắc ha. Rồi đương nhiên nếu có chơi thì L thì cũng dưới cái này thôi, dưới cái đấy thôi, bình thường dưới cái đấy. Và target thì Cú Ca thấy trước mắt cái vùng cản ở trên đầu nó là cái vùng 49 đó anh em, 49 đó, 49 50 anh em. Khó, Cú Ca nghĩ khó vượt được cái vùng đó ha, khó vượt đó anh em. Ừ, thằng này cũng còn rối rắm lắm. Nếu có một cái lực tăng mạnh kéo vút lên trên này á, thì ok nha anh em, chứ còn Cú Ca nghĩ không khó mà cái lực tăng mạnh như vậy được. Phải là một cái cây nó dài dài độ này nè, độ này nè, mà lắp qua này á, thì lại ok nha anh em. Nếu không có cây đó thì khả năng nó sẽ sideways, nó đảo chiều liền. Nếu mà nó không đóng được trên, nó không có được một cây cây như vậy thì nó sẽ sideways chỗ này cũng phải vài tháng. Rồi anh em, đó là về phân tích XRP, ADA và con Sol. Đó anh em có thể chọn những con này. Những con top thì khả năng ổn định nó cao hơn, nhưng mà khả năng boom nó lại thấp hơn. Đó, riêng con ADA thì Cú Ca có nhiều tình cảm, nên trong cái đợt này cái coin mà Cú Ca chọn là ADA nha anh em, trong ba con. Ok, trong ba con Cú Ca chọn ADA. Rồi, XRP thì cũng được, nhưng mà ADA là số 1, XRP số 2 nha anh em. Rồi, BNB với Ether thì anh em vui lòng xem lại video trước. Rồi, Cú Ca sẽ tiếp tục cái series này. Mong anh em theo dõi và ủng hộ.